Xin chào tất cả anh em. Hôm nay Ad gửi đến cho anh em một cái sự cố mà rất là nhiều bạn gặp phải, và kể cả bản thân Ad hiện tại đang sử dụng chiếc điện thoại ở trên là iPhone 11 Pro Max và một cái mạng cực kỳ khỏe, nhưng tại sao vẫn gặp vấn đề lag? Và vấn đề lag này thường gặp ở các giờ nào? Gửi đến cho anh em để các bạn có thể tránh, đặc biệt khi bạn đeo đánh nhé. Đó chính là vào khi bạn cập nhật xong cái phiên mới vào khoảng thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ đấy ạ, chúng ta thường gặp cái hiện tượng đó chính là giật và lag. Giật và lag ở đây không phải là delay, mà nó cảm giác đánh rất là chậm. Và thứ hai chính là lag ở cái phần đó chính là ăn lính để trụ đây. Ép tất cả mọi tướng đều cài chính là ăn lính để trụ auto mặc định nhá. Nhưng mà đây, bấm rất là nhiều lần là không được. Cái điểm tệ hại thứ hai đó chính là các bạn mua trang bị, các bạn phải bấm tận 2, đôi lúc tận 3 lần mới thể mua được. Ngoài ra vút chiêu đôi lúc các bạn sẽ bị delay chậm khoảng 0,5 giây. Đó là cái điểm rất là chí mạng mà bây giờ tại sao Ad vào khoảng 19 giờ đến 21 giờ qua đấy ạ, Ad không bao giờ cầm đeo đanh mà chỉ chơi cờ liên quân thôi. Tại vì ở cái thời điểm đó thực sự chơi rất là lag anh em ạ. Chơi nó vừa chậm vừa bị đì. Cảm giác đấy nó thật sự rất là khó chịu và khiến các bạn xử lý các pha combo nó trở nên rất là khó khăn. Cay nhất là hôm qua Ad có chơi một trận Richter nhá. Rõ ràng là mình bấm chiêu 2 để mà né vết thương, bấm một lần không ra, ai dè nó bị lag anh em ạ. Ui nó lại ngon quá anh em ơi, nó lại ngon quá. Tiếp tục nào, tầm nội tại đánh thường. Ui chạy. Với cái sự cố lag dần như vậy đấy ạ, thì đó là do vì sao mà nhà phát hành chưa giải quyết triệt để cho anh em, nên mới chưa có các tính năng như là tính năng thử thách xếp hạng, chưa tính năng xếp hạng cờ liên quân. Nói chung là phải giải quyết cái vấn đề giật lag trước anh em ơi. Và chính vì cái vấn đề giật lag đó mà Ad đã đôi lúc đã tự trách bản thân là ui tại sao phiên bản mới này mình đánh lại tệ như vậy ta. Rõ ràng là mình kiểu như là các bạn lên các trang bị như là cầu băng xương này, lên các trang bị như là giáp hộ mệnh đấy ạ, chết xong đúng không ạ. Trong thời gian đó các bạn sẽ bán và mua đồ khác, sẽ mua liều hộ mệnh, sẽ mua găng tay, hoặc là sẽ mua kiểu lên đồ kiểu thế giới mua bán đồ như là của ADC chẳng hạn. Tại sao bấm không được? Hồi đầu mình cứ tưởng là ui tại sao mình lại bấm chậm nhỉ. Rõ ràng mình bấm bán đồ sau đấy là mình mua đồ mọi khi rất là nhanh, tại sao bây giờ lại mua bán xong lại chết queo rồi. Đó là lý do nhà mạng. Vậy nên các bạn hãy cố gắng tránh thôi anh em ạ, cố gắng tránh cái giờ chơi đó và hạn chế mua đồ kiểu đó. Tại vì đôi lúc các bạn không thể mua được, tức là chúng ta dù nhanh tay như thế nào đấy ạ, các bạn phải bấm mua đồ tận 1 đến 2 lần, lúc đấy chỉ có toang thôi, làm sao mà kịp đúng không ạ. Giáo mệnh biến mất đúng không ạ, các bạn bán ngay giáo mệnh và lên cái trang bị khác bị nhà liềm đi. Đấy, thì các bạn không kịp bấm, như vậy là toang rồi. Đấy, rất là nhiều trường hợp anh em gặp phải Ad tin chắc như vậy, tại bản thân Ad đã gặp nhiều lần rồi. Hồi đầu vừa mới cập nhật xong ấy, Ad nghĩ là ui thế nào nhỉ, mình bị làm sao ta, tại sao lại có thể xử lý lại yếu kém như vậy, tức là kiểu giao mệnh mất đúng không ạ, bán đồ để mua đồ khác lại không kịp. Đấy, rất là tự trách bản thân, nhưng mà không phải. Sau những lần tìm hiểu đó chính là do gà rán anh em ơi, tẩm nội tại này rồi đánh thường, bỏ lại cho đồng đội và đuổi theo thằng này nào. Ui chạy nhanh ta, thật sự luôn. Ý, ôi trời ơi, ấy ấy trời ơi, cầu băng xương chạy thôi nào. Trời ơi ông này tưởng ông ai đấy hả, ông đuổi ai đấy. Đánh luôn anh em ạ, đánh què giò luôn. Ngoài ra ở trong phiên bản mới này, cho dù các bạn đang sử dụng hệ điều hành hay là máy có hình kiểu gì thì đều bị lag thôi. Nên các bạn đừng tự trách chính dây yêu của mình hay là nhà mạng nhá. Tại vì lỗi này là do gà rán anh em ơi, là do gà rán đấy. Kể cả ở bản Đài Loan hay bản Việt Nam, sau khi cập nhật thêm 6 vị tướng từ Zena các kiểu, Kami tăng sức mạnh rồi Zena giảm mạnh đấy ạ, nó bị lag chổng mông luôn lên anh em ơi. Ad thực sự luôn, Ad hy vọng là trước khi nó ra rank ở cờ liên quân thì chúng ta có thể giải quyết được cái sự cố này. Chính vì cái sự cố đó ảnh hưởng đến nghiêm trọng game luôn. Ui, thanh niên hổ báo ta. Chạy đậu, đứng lại. Anh em có thể biết là nếu mà bạn nào mà chơi ở mấy cái bậc rank thấp ấy, không quen cái việc đó chỉ là mua bán đồ ấy, thì nó không ảnh hưởng nhiều. Và việc mua
mua bán đồ chậm nó chẳng sao, nhưng mà ở cái bậc đánh cao đấy, ăn nhau ở từng vài giây thôi anh em ạ. Uầy, cầu bằng xương kìa. Trời ơi, đúng là thời đại cầu bằng xương khác anh em ạ. Thanh niên này lại muốn đánh nhau à? Cái thời đại cầu bằng xương, nhà nhà cầu bằng xương. Nhưng mà các bạn phải chú ý một điều mà em nhắc ở đây luôn, chính là các bạn đi trợ thủ mà các bạn lên cầu bằng xương đấy ạ, các bạn cần phải bấm vào phần trang bị và lựa chọn dùng trang bị kích hoạt hoặc là dùng các trang bị như là kiểu cầu bằng xương thì mới vận dụng nhá. Tại vì hai cái cần kích hoạt mà, tầm chiêu 1 vồ chiêu cuối và vận dụng chiêu đánh thường cùng chiêu 1 và chiêu 2 được hồi để có thể giết điểm mục tiêu nhá các bạn. Đó là một cái combo rất là thường lệ của tướng Đi Năng này thôi. Nếu mà ở xa đấy ạ, các bạn hoàn toàn có thể vận dụng luôn chiêu cuối như đây. Đấy, sau đấy vận dụng chiêu 1 và chiêu 2 để kích hoạt. Đương nhiên là cách đó là bất đắc dĩ thôi. Em rất là mong các bạn nếu mà có thể được ấy, hay là chúng ta có mấy tầm nhìn nó xa và rộng ấy, các bạn sẽ vận dụng chiêu 1 trước sẽ vồ xuống đúng không ạ? Đấy. Cứ đánh thường sau khi các bạn tung chiêu chúng, kể cả là chiêu 1, chiêu 2 hoặc là chiêu cuối nhá. Di chuyển ở các đường thì chúng ta liên tục là bay. Nên mình nói rằng Nakdos và Krynak là một trong các vị tướng rất là cần năng lượng. Ẩn nấp chờ đợi là cuối nhanh đấy. Ôi trời ơi, đợi hồi chiêu cuối nha anh em, đợi hồi chiêu cuối chúng ta ra vồ luôn cái con Phaon này. Nó chả biết cái gì luôn anh em ạ. Nó chả biết cái gì luôn ấy. Hello boy, tầm này. Ôi trời ơi, trời ơi. Anh em thấy không? Với các vị tướng có khả năng lộn để mà né chiêu như mình, kiểu của Krynak hay là của Phaon vừa rồi đấy ạ. Sau khi chúng ta tẩm sát chiêu 1 thì các bạn đừng vồ vội, các bạn phải đợi đấy, đợi để hack náo bọn nó. Đấy, cái thằng Vio vừa rồi nó định đợi mình lộn chiêu cuối xuống sớm, sau đó nó lộn chiêu 1 để chạy đấy anh em. Ngả tưởng bờ lắm cơ anh em ạ, tưởng bờ lắm cơ. Tôi cho ông lộn trước, sau đó tôi đuổi theo mà dập luôn anh em ạ. Nên em nói là khi mà cái Nắc đối đầu với Nắc Đốt đấy ạ, có một cái mẹo các bạn phải biết được, chính là khi các bạn tẩm chiêu 1 xong thì thằng Nắc Đốt nó nhất định sẽ định sử dụng chiêu 1 hoặc chiêu 2 để mà né. Vậy nên chúng ta phải vận dụng chiêu cuối từ từ thôi. Các bạn vận dụng rất là nguy đấy. Uầy. Một phát giận này. Ôi ôi. Ôi trời ơi, anh Du. Anh Du gắt vậy. Chạy 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 chạy. Một phát giận thôi, thằng Na vậy, thằng Malok nó dùng chiêu cuối chạy luôn anh em ơi. Một cái pha đi vào lòng người luôn anh em ạ. Một cái pha đi vào lòng người. Còn nó sợ lún cả vòi luôn ấy. À tiện đây, ở trong clip này thì em muốn gửi đến cho anh em một chút muốn tham khảo ý kiến của anh em là em đang muốn tạo cái giải đấu của Cờ Liên Quân. Thì anh em không biết có ai muốn tham gia hay không, kiểu như là ai mà được nhất top 1 đấy thì sẽ trao luôn cái cạc tầm bao nhiêu nhỉ, tầm 50k đi, kiểu thế, hay là 100k kiểu đấy, nhưng mà tùy theo từng trận đấu hoặc là từng giải và event. Thì em đang muốn tạo và sẽ livestream ở trên fanpage Trải Nghiệm Game nha anh em. Fanpage Trải Nghiệm Game thì link luôn ở phần mô tả và S hay dẫn cho anh em mà. Ui, đợi vào này chưa một chiêu hai đấy, chơi luôn. Nói chung là với các vị tướng mà nó không có tầm nhìn ấy thì chúng ta phải bất ngờ nha anh em. Tức là chúng ta tầm chiêu 1 là phải sốc luôn, chứ không phải là giống như là của con Vio vừa rồi là chúng ta phải đợi. Tức là đối với các vị tướng mà chỉ có một chút cơ động như là của Vio đấy, chúng ta có thể từ từ. Nhưng mà với kiểu thằng Zuka đấy, nó có rất là nhiều cơ động luôn và nó có khống chế, đồng thời nó có bộ chiêu thức nó có thể lật kèo được của mình ấy, thì chúng ta phải hết sức cẩn thận, thật là nhanh tay để mà sốc nhá. Kể cả khi các bạn đối đầu với kiểu như là Krynak với Murad đi, đúng là phải công nhận Murad có rất là nhiều tức thì out được Krynak, nhưng mà chúng ta có thể vận dụng một cách nhanh chóng, kiểu như là thằng Mu đang check tầm nhìn ở nơi đâu đấy á, chúng ta phải vận dụng nhanh gọn để mà sốc chết đối thủ nhá. Ôi trời ơi, tự dưng lại tầm vào mấy con lính quái này, may mà cái thằng Nakdos nó yếu vía đấy anh em ạ, không nó quay trở lại chém thì chết dở. Không sao anh em, nó thọt lắm, không dám quay lại đánh với mình đâu. Ok, đồng đội đang đẩy lên rất là cao. Ngoài các sự cố ra thì S còn nhận được rất là nhiều sự cố mà anh em báo cho trước, như là tung chiêu của các vị tướng nó gặp sự cố như của Elsu, của Ryoma, của Preta. Nói chung là gặp rất là nhiều sự cố các kiểu luôn. Không biết mấy ông còn gặp sự cố đấy không thì đừng quên comment video để S biết, và báo thư gửi đến cho Gà Rán để họ có thể là khắc phục các sự cố một cách sớm nhất nhá. Nhưng mà cái sự cố lag là không thể chấp nhận được anh em ạ. Thì cái thể loại mà đánh nó chậm chậm một chút, nó không mượt quá thì còn có thể tạm chấp nhận. Nhưng mà cái thể loại mà mua đồ bấm tận 2-3 lần thì tức không chịu được anh em ạ. Nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến kỹ năng của anh em. Như vậy thì việc lên giáp phòng mệnh, sau đấy là tái giao tranh để mà mua bán đồ khác, nó trở nên
nói chung là nó rất là tệ luôn ấy. Nó khiến cho những người chơi chân chính, những người chơi thích đeo rank, những người chơi thích kiểu try hard để mà đeo rank bậc cao đấy, thì cảm thấy rất là ức chế bực mình. Chẳng khác gì họ bây giờ phải đợi tầm 22 giờ thì mới chơi để mà không còn bị gặp tình trạng lag. Em nghĩ là cái tình trạng lag từ 19 giờ đến 21 giờ qua đấy, có thể là thứ nhất ấy là do server rất là đông. Tại vì bây giờ mấy ông toàn được nghỉ dịch ở nhà mà anh em, cách ly cộng đồng với xã hội mà. Thành ra bây giờ ngoài việc học tập ra thì chơi game thôi, đúng không nào? Thì việc đông là rất bình thường, nhưng mà chắc chắn là do sự cố này của gà rán thôi. Tại vì họ doanh thu cao thì chúng ta có quyền yêu cầu, đúng không nào? Chúng ta không yêu cầu họ cho mình các skin free gì cả, nhưng mà chúng ta phải yêu cầu họ cung cấp một cái mạng chơi game tối ưu nhất. Đấy là một cái yêu cầu hoàn toàn chính đáng nhá. Úi trời ơi, ông nghĩ gì vậy? Ma lốc tưởng châu nhưng ông chỉ vậy thôi anh em ạ. Gặp và phía nắc đánh 100 máu thì toang ngay. Vồ một cái nhẹ thôi anh em ơi. Úi trời ơi, thế này chết dở. Vồ một cái và dùng chiêu 2 ngay để lượt về nha anh em. Không về là toang đấy. Ý, chết nè. Chết tươi luôn anh em ạ. Ok. Và trong clip này thì em muốn nói đến cho anh em là thứ nhất ấy, đó chính là lag và không mua được trang bị. Thứ hai ấy, là điện thoại và mạng của bạn không phải là vấn đề khiến các bạn gặp lag đâu. Nên các bạn đừng trách dây của mình làm gì cả. Và thứ ba chính là chúng ta hãy chờ đợi để mà gà dán sửa nhá. Và lên ngay fanpage Trải Game để xem S-Line nhé các bạn ơi. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.